là bốn thì đầu tiên đã nắm rõ như lòng bàn tay rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng chuyển sang hai thì tiếp theo nhá. Được chưa? Chúng ta có hai thì đơn rồi này, hai thì tiếp diễn. Và bây giờ các em có thể đoán được cho cô xem hai thì tiếp theo chúng ta sẽ có là gì không nhỉ? Chính xác, chúng ta sẽ có perfect perfect tenses, các thì hoàn thành. Được chưa? Cách thức tổng hợp này giúp các em dễ tổng hợp lại các thì, dễ nhận biết các thì và gì đây nhớ các thì rõ hơn rất là nhiều. Được chưa nào? Cô có thì đầu tiên đúng không? Cô sẽ có present perfect thì hiện tại hoàn thành. Chưa? Chúng ta cùng hiểu cái cách viết tắt này nhá. Tiếp này, cô có past perfect thì quá khứ hoàn thành. Được chưa nào? Đầu tiên đúng không? Cái việc đầu tiên khi nhắc đến các thì là mình phải làm thế nào nhỉ? Nhớ rõ cái cấu trúc. Được chưa? Nhớ rõ cấu trúc hoặc là công thức của các thì nào. Các em có thể nói cho cô cấu trúc của thì hiện tại bản hành là gồm cái gì không? Câu khẳng định nhá. Cô sẽ có là gì đây nhỉ? Chủ ngữ cộng have. Have sẽ đi với các chủ ngữ gì đây nhỉ? Chủ ngữ là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai hoặc là các ngôi gì đây nhỉ? Ngôi số nhiều, đúng không? Chủ ngữ số nhiều. Hoặc là has. Has sẽ đi với gì đây nhỉ? Ngôi thứ ba số ít và các chủ ngữ số ít, đúng không? Sau have, has chúng ta sẽ có động từ. Nếu có quy tắc, thêm cho cô ready đi. Còn nếu không có quy tắc xem cho cô thì nó sẽ ở dạng phân từ, quá khứ phân từ, và các em sẽ xem cho cô ở cột thứ ba trong bảng động từ bất quy tắc. Chưa? Sau đó cộng với tân ngữ. Đúng không? Nào, nghi vấn thì làm phủ định thì làm nào đây? Phủ định thêm not và đằng sau have và has. Còn tất cả những cái khác giữ nguyên, không làm gì cả. Được chưa? Vẫn là động từ thêm ed nếu có quy tắc, hoặc là gì đấy nhỉ? Không có quy tắc, chia dạng phân từ, quá khứ phân từ. Được chưa nào? Nào, nghi vấn thì làm thế nào đây? Đảo have had lên trước. Cô sẽ có have hoặc là has. Sau đó cộng với chủ ngữ, đúng không? Đảo lên thôi. Còn tất cả những cái thành phần khác mình giữ nguyên, không làm gì cả. Đó, sau đó cộng với tân ngữ và không bao giờ được quên dấu nghi vấn của cô nhá. Sau, sang thì quá khứ hoàn thành có công thức như thế nào đây? Cô sẽ có chủ ngữ, được chưa? Quá hiện tại hoàn thành, mình lùi một thì sẽ về gì đây nhỉ? Quá khứ hoàn thành, vậy cái gì mình phải lùi? Chính là cái này. Cái này lùi cho cô. Have, has sang quá khứ, đúng không? Hiện tại cô có have, has sang quá khứ, cô sẽ có gì đây nhỉ? Cô sẽ có had, được chưa? Cái động từ này là động từ bất quy tắc, các em có thể xem trong bảng động từ bất quy tắc thì sẽ biết. Hiện tại, dạng nguyên mẫu của nó ở hiện tại sẽ là have. Sang quá khứ nó sẽ là had, được chưa? Còn các thành phần khác giữ nguyên, không thay đổi gì cả. Đó, y nguyên bên kia luôn. Động từ có quy tắc thêm ed, không có quy tắc thêm phân từ hàng. Không có quy tắc, không có quy tắc xem cho cô ở dạng gì đây nhỉ? Xem cô ở cột thứ ba. Chúng ta sẽ có gì đây nhỉ? Quá cái dạng quá khứ phân từ của các từ này, được chưa? Phủ định làm thế nào? Phủ định lại thêm cho cô not thôi, đúng không nào? Y như bên kia. Đúng không? Các thành phần còn lại mình không làm gì cả thì mình giữ nguyên. Đó, thêm mỗi cái not này vào. Nghi vấn thì làm nào? Nghi vấn thì đảo. Đảo had lên trước. Bên kia đảo have, has. Bên này đảo had. Đúng không? Sau đó cộng đến chủ ngữ này. Cộng đến động từ. Đó, không bao giờ được quên cái dấu gì đây nhỉ? Dấu nghi vấn. Được chưa nào? Xong phần công thức nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 2, cách dùng. Được chưa nào? Nào, nhớ lại tất cả những cách dùng của thì hiện tại hoàn thành cho cô nào. Cách dùng thứ nhất, cô sẽ có cách dùng đầu tiên. Thì hiện tại hoàn thành sẽ diễn tả hành động gì nhỉ? Xảy ra và kết thúc. Xảy ra và kết thúc tại gì đấy nhỉ? Một cái thời điểm. Một cái thời điểm mà không xác định. Chưa? Thời điểm không xác định. Không xác định ở đâu đây? Ở quá khứ.
Được chưa? Chỉ nhớ keyword cho cô nhá. Xảy ra và kết thúc tại thời điểm không xác định trong trong quá khứ. Cho cô một ví dụ này. She has done all her homework. Được chưa? Cô ta đã hoàn thành xong tất cả những bài tập về nhà của mình. Thì cái việc gì đây nhỉ? Has done, đã hoàn thành, nó xảy ra tại một cái thời điểm. Xảy ra và đã kết thúc tại cái một cái thời điểm mà không xác định. Được chưa? Mình không xác định, không biết là cô ta đã hoàn thành thời ở tại thời điểm nào. Chỉ biết là cô ta đã hoàn thành xong rồi. Được chưa nào? Nhớ nhá. Xảy ra kết thúc thời điểm không xác định ở quá khứ. Nhớ keyword nhá. Được chưa? Vì chủ ngữ là gì nhỉ? Chủ ngữ là she, ngôi ba số ít, nên động từ have cô sẽ phải chuyển về thành has. Và dùng gì nhỉ? Phân từ 2 của do chính là done. Được chưa? Đó, cách dùng thứ 2 cho cô nhá. Được chưa? Cách dùng thứ 2, nó diễn tả một hành động vừa mới xảy ra. Được chưa? Hiểu được cô chưa? Vừa mới xảy ra. Được chưa nào? Chỉ nhớ keyword thôi nhá. Vừa mới xảy ra, cách dùng này thường nó sẽ đi với trạng từ just, mang nghĩa là vừa mới. Được chưa? Chính cái trạng từ này đã diễn tả cái cách dùng của mình. Được chưa nào? Ví dụ nhá. He has just finished the report. Được chưa? Anh ta vừa mới hoàn thành xong cái bản báo cáo. Được chưa nào? Cô sẽ có gì đây nhỉ? Have just finished, đúng không? Anh ta vừa mới hoàn thành xong bản báo cáo, được chưa? Một hành động vừa mới xảy ra, thường đi với just. Đó, đây cũng chính là một cái dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. Ok chưa? Cô có cách dùng thứ 3. Được chưa? Cách dùng thứ 3 là chúng ta sẽ diễn tả một cái hành động xảy ra trong quá khứ. Cô viết tắt nhá. Xảy ra trong quá khứ. Mà gì đấy nhỉ? Cái kết quả, nó để lại một cái kết quả ở hiện tại. Đã xảy ra trong quá khứ rồi, nhưng lại để lại cái kết quả hiện tại. Vậy cái dấu hiệu nhận biết là gì? Chúng ta có một cái kết quả ở hiện tại. Đây chính là một cái dấu hiệu nhận biết cho chúng mình nhé. Ví dụ nào. My hands are dirty. Ơ, cái tay của tôi thì bẩn. Bởi vì I have cleaned the hole. Được chưa? Tay của tôi thì bẩn. Tôi gì đấy nhỉ? Tôi đã lau chùi cả cái gì? Cả cái ngôi nhà, đúng không? Vậy cái hành động gì đấy nhỉ? Hành động lau chùi cả cái ngôi nhà này, nó diễn ra trong quá khứ. Được chưa? Nó xảy ra trong quá khứ và nó để lại một cái kết quả. Đó chính là gì nhỉ? Tay của tôi thì bẩn. Thấy cái kết quả của cô ở hiện tại chưa? Tại vì động từ to be chỉ ở gì đấy nhỉ? Chỉ ở hiện tại đơn đây này, đúng không? Động từ to be của cô chỉ ở hiện tại đơn. Đó, chúng ta sẽ có một cái kết quả ở hiện tại. Vì sao đây? Vì có một việc xảy ra trong quá khứ. Đó, được chưa nào? Cách đấy là cách dùng thứ 3 nhá. Và chúng ta sẽ đến các cách dùng tiếp theo. Được chưa nào? Được chưa? Cách dùng thứ tư, nó diễn tả một hành động mà xảy ra trong quá khứ này. Nó gì đấy nhỉ? Trong xảy ra nhá. Được chưa? Nó xảy ra trong quá khứ nhưng nó thế nào đây? Nó kéo dài. Được chưa? Kéo dài tới hiện tại. Và cũng có thể gì đây nhỉ? Tiếp diễn trong tương lai.
Được chưa? Cứ nhớ được cô cái này nhá. Quá khứ này, đúng không? Đến hiện tại này, và có thể tiếp diễn đến tương lai. Đó, vẽ cho cô cái sơ đồ này. Thế là mình có thể hình dung ra cái cách dùng này. Được chưa? Thường cái cách dùng này nó sẽ đi với since hoặc là for. Since là kể từ khi nào, và for là trong bao lâu rồi. Ví dụ, một cái ví dụ kinh điển, đúng không? Đó là chẳng I have learned to play the guitar for 5 years. Được chưa? Tôi đã học chơi guitar 5 năm rồi. Vậy có nghĩa là cái hành động gì đấy nhỉ? Cái hành động học chơi này nó xảy ra trong quá khứ, đúng không? Và tới hiện tại thì nó được 5 năm rồi. Và có thể trong tương lai anh ấy vẫn học tiếp. Được chưa nào? Đó là cách dùng thứ tư nhá. Cho cô cách dùng thứ 5. Được chưa? Cách dùng thứ 5. Mình sẽ nói này nhá. Có là tính đến hiện tại. Tính đến hiện tại thì cái hành động đấy nó lặp lại. Nó lặp lại được nhiều lần rồi. Được chưa? Tính đến hiện tại thì cái hành động đấy nó đã lặp lại được nhiều lần rồi. Được chưa? Cách dùng này thường sẽ đi với several. Several times. Được chưa? Several weeks. Several days. Được chưa? Nó lặp lại được nhiều lần rồi. Được chưa? Ví dụ nhá, cô sẽ có là I have watched this movie. I've watched this movie several times. Tôi đã xem bộ phim này được vài lần rồi, được chưa? Cô có cái cụm vài lần rồi. Đó, đúng không? Tính đến hiện tại thì tôi đã xem bộ phim này được vài lần rồi. Được chưa nào? Đây là cái cách dùng thứ 5 của thì hiện tại hoàn thành nhá. Đó, chúng ta sẽ có một cái dấu hiệu nhận biết chính là gì đây nhá? Được vài lần rồi. Được chưa? Tiếp này, cô có cách dùng thứ 6. Cách dùng thứ 6 chính là cách dùng cuối cùng của thì hiện tại hoàn thành. Đúng không? Nó diễn tả một cái trải nghiệm. Một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm. Được chưa? Nó diễn tả một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm của bản thân. Đó, cô sẽ có một cái ví dụ. Have you ever been to Paris before? Trước đây bạn đã từng đến Paris chưa? Được chưa nào? Đây là người ta đang muốn hỏi về cái gì đây? Cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm của bản thân mình, đúng không? Have you ever been to Paris before? Trước đây bạn đã từng đến Paris chưa? Được chưa? Cô có trạng từ ever và before. Đó, đó chính là cái gì đấy nhỉ? Cách dùng cuối cùng. Cách dùng thứ 6, trải nghiệm, kinh nghiệm của bản thân, sau là cách dùng cuối cùng của thì hiện tại hoàn thành. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến cái thì gì đấy nhỉ? Quá khứ hoàn thành đi, được chưa? Quá khứ hoàn thành thì nó chỉ có một cách dùng duy nhất thôi. Nó chỉ có duy nhất một cái cách dùng này thôi. Được chưa? Là thì quá khứ hoàn thành sẽ diễn tả một hành động mà xảy ra trước một hành động hoặc là một cái thời điểm ở quá khứ. Cái dấu hiệu nhận biết chúng ta là gì? Dấu hiệu nhận biết chúng ta chính là cái gì đây nhỉ? Cái hành động, cái thời điểm trong quá khứ này này, đúng không? Ví dụ nhá, chúng ta sẽ có một cái hành động trong quá khứ, được chưa? Hành động trong quá khứ, và cái hành động thứ hai của mình xảy ra trước cái hành động đấy, thì cái hành động thứ hai sẽ được chia là gì? Quá khứ hoàn thành, được chưa? Cô có ví dụ nhá. By the time we arrive. By the time we arrive, she had left. Đúng không? Cái gì đấy nhỉ?
Vào cái thời điểm chúng tôi tới nơi thì cô ta đã rời đi rồi, đúng không? Vậy cô sẽ có, đây, có hai vế nhá. Vế thứ nhất là gì? Chúng tôi đến nơi. Và vế thứ hai là gì? Cô ấy rời đi. Vậy bây giờ phải xem cho cô nhá, cái nào xảy ra trước, cái nào xảy ra sau, đúng không? Cái nào xảy ra trước chia cô ở quá khứ hoàn hảo, đúng không? Cái nào xảy ra sau chia cho cô ở quá khứ đơn, phải đây không? Và gì đây? Quá khứ hoàn thành. Hiển nhiên là cái ý của người ta muốn diễn tả là gì? Cô ta đã rời đi trước khi chúng tôi tới nơi, được chưa nào? Đó, hành động xảy ra trước chia quá khứ hoàn thành, hành động xảy ra sau chia quá khứ đơn, được chưa nào? Đó. Ví dụ thứ hai nhá. By last month. Được chưa? Cho tới cái thời điểm tháng trước thì they had worked for the company for 20 years. Được chưa nào? Cái gì đây? Cô có một cái thời điểm là gì? By last month. Đúng không? Đây là một cái thời điểm trong quá khứ này. Đúng không? Trước cái thời điểm tháng trước thì thế nào nhỉ? Cho tới cái thời điểm tháng trước thì họ đã làm việc cho cái công ty này được 20 năm rồi. Đúng không? Vậy chúng ta sẽ có một cái thời điểm trong quá khứ. Và cái gì đấy nhỉ? Cái hành động của mình nó diễn ra trước cái thời điểm này. Đúng không? Trước cái thời điểm này thì họ đã làm việc được 15 năm rồi. À 20 năm rồi. Đúng không? Thì cái hành động xảy ra trước một cái thời điểm trong quá khứ, cô sẽ chia là gì đây nhỉ? Quá khứ hoàn thành, được chưa nào? Rồi nhá, dừng lại tại đây một phút, vẽ cho cô hai cái sơ đồ tư duy diễn tả lại cách dùng của hai thì này, được không nào? Đó, đã nắm rõ được các cách dùng cho cô thì bây giờ phải gì đây nhỉ? Nắm rõ cho cô luôn tất cả những cái dấu hiệu nhận biết. Nắm rõ được cô cả những dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành luôn. Đầu tiên về hiện tại hoàn thành, cô sẽ có cái gì đấy nhỉ? Cô sẽ có already. Và nghĩa là rồi, được chưa? Cô sẽ có never, chưa bao giờ. Ever, đã từng. Cô có just, được chưa? Vừa mới, tất cả những cái này sẽ đứng gì đấy nhỉ? Đứng sau. Have và has. Đứng sau have, has và đứng gì đây nhỉ? Đứng trước phân từ 2, được chưa nào? Đó, tiếp cô sẽ có already. Còn có một cách dùng nữa, đó chính là nó đứng gì đây nhỉ? Đứng cuối câu. Đứng cuối câu khẳng định, được chưa? Nó đứng cuối câu khẳng định. Đó, và cô có trái ngược với nó là cô có yet. Already là rồi, đúng không? Yet là chưa. Nó sẽ đứng cuối câu phủ định và nghi vấn. Cô viết tắt nhá. Nó sẽ đứng cuối câu phủ định và nghi vấn. Tiếp, cô còn có gì đây nhỉ? Cô còn có recently bằng với lately. Recently bằng lately bằng gì đây nhỉ? Gần đây. Đúng không? Cô có so far bằng với up to present, cho tới bây giờ, đúng không? Và cô còn có một cụm nữa là in, hoặc là over, cộng với the past. In, các em dùng in cũng được, dùng over cũng được, dùng the past cũng được, hoặc là dùng the last cũng được, cộng với thời gian. Trong vòng, được chưa? Trong vòng bao nhiêu năm vừa qua, được chưa? Trong vòng bao nhiêu thời gian qua, được chưa? Tất cả những cái chỗ này nhá, tất cả những cái này có thể đứng đầu hoặc là cuối câu. Được chưa? Nó có thể đứng đầu hoặc nó đứng cuối câu. Và cô sẽ có thêm hai từ nữa, được chưa? Hai cái dấu hiệu nhận biết nữa, và hai cái dấu hiệu nhận biết này vô cùng đặc trưng cho cái thì hiện tại bản này. Đó chính là cô có for.
cộng cho cô với khoảng thời gian. Được chưa? Và cô có since cộng cho cô với mốc thời gian. For cộng khoảng thời gian và since cộng mốc thời gian. Được chưa nào? Rồi, xong các dấu hiệu nhận biết của thị hiện tại hoàn hành nhá. Bây giờ đến quá khứ hoàn hành xem nào. Cô có đầu tiên, cô sẽ có vai cộng với một cái thời điểm. Thời điểm trong quá khứ. Được chưa nào? Cho tới lúc, được chưa? Cho tới lúc, hoặc các em dùng cái cô là trước cũng được. Hoặc cô có by the time cộng với một mệnh đề chia thì quá khứ đơn. Được chưa? Về sau sẽ chia cô quá khứ hoàn thành. Được chưa? Cô có when by the time nhá. Cô có when cũng cộng cho cô với gì đây nhỉ? Một mệnh đề chia ở thì quá khứ đơn. Và vế sau sẽ chia cổ quá khứ hoàn thành. Cho tới lúc mà cái A xảy ra thì cái B đã xảy ra rồi, đúng không? Khi cái A xảy ra thì cái B đã xảy ra rồi. Đó, có nghĩa là gì đây nhỉ? Cái B xảy ra trước khi cái A xảy ra rồi, đúng không? Cái nào xảy ra trước chia quá khứ hoàn thành, cái nào xảy ra sau chia quá khứ đơn, được chưa? Cô còn có before, trước khi, đúng không? Trước khi cái A xảy ra thì cái B đã xảy ra rồi. Đó, trước khi A xảy ra thì B đã xảy ra rồi. Và trái ngược với nó, cô có cái gì nhỉ? After. Sau khi. Vậy sau khi sẽ dùng như thế nào? Sau khi cái A xảy ra thì cái B mới xảy ra. Được chưa nào? Vậy after sẽ cộng với đi quá khứ hoàn thành. Và vế sau chia cổ thì quá khứ đơn nhá. Đó, đây là tất cả cái dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành. Các em hãy dành ra cho cô 30 giây để học thuộc ngay tại lúc này. Được chưa nào? Khi đó chúng ta sẽ có thể nắm được tất cả dấu hiệu nhận biết này. Được chưa? Rồi. Nào cùng đến cho cô với cái phần tiếp theo, đó chính là future tenses, các thì tương lai, đúng không? Thì trong tương lai chúng ta sẽ có thì, đúng rồi, thì tương lai đơn và thì tương lai gần. Được chưa nào? Đó, cùng kể cho cô cái bảng này, tương lai đơn và tương lai gần đầu tiên, đúng không? Cứ phần đầu tiên thì phải cho cô cái gì đấy nhỉ? Công thức của nó đã. Thì tương lai đơn sẽ có cấu trúc khẳng định là gì đấy ạ? Chủ ngữ cộng cho cô với will cộng với verb be, được chưa nào? Đằng sau là các thành phần khác. Phủ định thế nào? Phủ định thêm not và will. Và will not sẽ được viết thành gì đấy nhỉ? Will not sẽ được viết thành won't. Won't, được chưa nào? Và động từ đằng sau giữ nguyên không làm gì cả. Nghi vấn làm nào? Đúng rồi, nghi vấn đảo cho cô will lên trước chủ ngữ và sau đó lại làm một verb be, được chưa nào? Đó, và lưu ý cho cô đến này nhá. Chúng ta có một cái gì đấy nhỉ? Chủ ngữ là I và chủ ngữ là we có thể dùng với shall. Được chưa? Có thể gì đấy nhỉ? Chúng ta có thể thay will bằng shall. Khi gì nhỉ? Khi chủ ngữ là I và we được dùng trong cái ngữ cảnh trang trọng. Chưa? Trong ngữ cảnh trang trọng. Nhá. Được chưa? Đó, chủ ngữ là I và we còn đi với shall rồi đến một verb be trong cái ngữ cảnh trang trọng. Được chưa nào? Rồi, cho cô cấu trúc của thì tương lai gần nào. Khẳng định sẽ là thế nào đây ạ? Chủ ngữ này cộng em is, are, rồi đến going to, rồi đến một gì nhỉ? Một verb be, được không nào? Phủ định thì thêm not vào đâu ạ? Đúng rồi, thêm not vào sau to be. Em is, are cộng với not, cái đằng sau giữ nguyên không thay đổi, going to, rồi đến verb be này. Phủ định thì làm nào? Phủ định thêm not rồi, nghi vấn làm nào? Đảo to be lên trước chủ ngữ am, is, are cộng với chủ ngữ này, cộng với gì đấy nhỉ? Going to, rồi đến một verb be, được chưa nào? Đừng quên cái dấu hỏi chấm của cô nhá, đừng quên dấu nghi vấn của cô, được chưa? Đó, đấy là các cấu trúc này, đúng không? Các cấu trúc của thì tương lai đơn và thì tương lai gần, được chưa? Các em dừng lại, đúng không? Lại dừng lại 30 giây để học thuộc các cả cấu trúc này cho cô, được chưa nào? Đó, tiếp nhá, sau khi có cấu trúc rồi thì chúng mình sẽ phải đi đây nhỉ? Đúng rồi, phần thứ hai sẽ là cách dùng, được chưa? Cách dùng đầu tiên của thì tương lai đơn nó chính là đưa ra một cái dự đoán về tương lai nhưng mà không có căn cứ nào cả.
Được chưa? Dự đoán về tương lai nhưng không có căn cứ, được chưa? Thì mình cứ gì đấy nhỉ? Tôi nghĩ là sẽ như thế này, tôi nghĩ là sẽ như thế kia. Ví dụ cô có nhá. Cô có gì? I think it will rain tomorrow. Đúng không? Tôi nghĩ là ngày mai trời sẽ mưa. Thì cái việc tôi gì đây, tôi đưa ra một cái dự đoán là ngày mai trời sẽ mưa, nó lại không có một cái bất cứ một cái căn cứ nào cả. Tôi cứ dự đoán như thế thôi. Được chưa nào? Thì nếu nhá, đưa ra một cái dự đoán về tương lai nhưng không có căn cứ thì sẽ chia cho cô cái thì gì đấy. Đúng rồi, chia cho cô bằng thì tương lai đơn, được chưa nào? Không có căn cứ, được không? Trái ngược với nó, đúng không? Trái ngược với nó là thì tương lai gần, lại đưa ra một cái dự đoán thế nào nhỉ? Đúng rồi. Một dự đoán về tương lai gì đấy nhỉ? Có cái căn cứ ở hiện tại. Được chưa? Một cái dự đoán về tương lai nhưng có cái căn cứ ở hiện tại. Đó, ví dụ cô có như thế này nhá. Được chưa nào? Bill is playing very good. Playing well. Được chưa? I think he is going to win the game tomorrow. Đây cũng là đưa ra một cái dự đoán là gì? Tôi nghĩ là anh ấy sẽ thắng cái trận đấu ngày mai. Đúng không? I think he's going to win the game tomorrow. Tôi nghĩ là anh ấy đấy sẽ thắng cái trận đấu ngày mai. Thì đây cũng là một cái dự đoán về tương lai nhưng nó lại dựa trên một cái căn cứ ở hiện tại chính là gì đây nhỉ? Cái căn cứ của cô chính là gì đây nhỉ? Anh ấy đang chơi, đúng rồi. Anh ấy đang chơi rất là tốt. He is playing well. Anh ấy đang chơi rất là hay, rất là tốt. Được không? Thế nên là gì nhỉ? Cái căn cứ này giúp mình đưa ra một cái dự đoán là gì? Anh ấy sẽ thắng cái trận đấu ngày mai. Được chưa? Đó đấy. Đây là cái đặc điểm đầu tiên, đặc điểm khác nhau đầu tiên giữa thì tương lai đơn và thì tương lai gần, được chưa? Tương lai đơn không có căn cứ, tương lai gần có căn cứ, được chưa? Còn nhớ thế cho cô nhá. Tiếp thì tương lai đơn còn để đưa ra một cái gì đấy nhỉ? Đưa ra một cái quyết định tức thời tại cái thời điểm nói. Đó, cái quyết định gọi là tức thời có nghĩa là gì nhỉ? Mình chỉ vừa đưa ra thôi, chỉ vừa nghĩ ra thì chỉ vừa đưa ra thôi, được chưa nào? Tức thời tại ngay cái thời điểm nói này, được chưa nào? Mình không hề có kế hoạch trước về nó mà mình gì nhỉ? Chỉ vừa mới nghĩ ra và vừa mới đưa ra thôi, được chưa nào? Đó. Ví dụ em đi vào một cái quán nước nhá, đúng không? Đi vào một cái quán cà phê chẳng hạn, thì người phục vụ hỏi em là what would you like to drink, đúng không? Bạn muốn uống gì? What would you like? Bạn muốn dùng cái gì đây? Thì lúc đấy em mới cầm cái menu lên, đúng không? Lúc đấy em mới cầm cái menu lên và suy nghĩ và rồi sẽ bảo là gì? I will have coffee, đúng không? Tôi sẽ uống cà phê nhá. Thanks, được chưa? Cảm ơn. Được chưa? I will have coffee, thanks. Tôi sẽ uống cà phê nhé. Cảm ơn cho tôi một, hay là nói cách khác là cho tôi một cốc cà phê nhé. Cảm ơn. Được chưa nào? Thì lúc này, đúng không? Sau khi em nghe được cái người phục vụ hỏi thì em mới bắt đầu suy nghĩ và lúc đấy mới đưa ra cái quyết định là sẽ gì đây nhỉ? Sẽ uống cà phê, đúng không? Thì cái quyết định đấy nó chỉ là gì nhỉ? Quyết định ngay tại cái thời điểm nói, ngay tại cái thời điểm hiện tại đấy thôi, được chưa? Thì sẽ dùng cho cô là gì? Tương lai đơn, được chưa? Cô sẽ có là will have, được không nào? Còn trái ngược với nó thì tương lai gần nó sẽ gì đấy nhỉ? Nó sẽ đều dùng để diễn tả một cái kế hoạch. Dùng để diễn tả một cái kế hoạch đã có trước cái thời điểm nói, được chưa? Có nghĩa là ví dụ hôm nay em bảo là tôi sẽ về thăm ông bà ngoại, được chưa? I'm going to visit my grandparents, được chưa? Tôi sẽ về thăm ông bà của tôi. Thì đấy, cái kế hoạch này có nghĩa là gì đây nhỉ? Khi các em dùng cái gì nhỉ? Going to, đúng không? Be going to có nghĩa là các em đã có cái kế hoạch đó từ ngày hôm qua rồi, đúng không? Từ hôm qua đã suy nghĩ là nay sẽ đi thăm ông bà ngoại, được chưa? Hoặc là gì đây nhỉ? I am going to
get married this year. Được chưa? Năm nay thì tôi sẽ kết hôn. Được chưa? Tôi có dự định là sẽ kết hôn năm nay. Tôi sẽ kết hôn vào năm nay. Được chưa? Thì cái việc kết hôn này không phải việc mà gì đấy nhỉ? Chỉ đưa ra một cái gì đấy nhỉ? Chỉ là một cái quyết định mà đưa ra ngay tại thời điểm nói được. Không thể là một cái việc mà mình có thể tùy tiện nói ra được. Cái việc kết hôn này là việc mà em phải có kế hoạch sẵn, đúng không? Phải có một cái kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ, gì ra rõ ràng trước khi mình nói ra, đúng không? Đây chính là một cái việc gì đấy nhỉ? Một cái kế hoạch đã sắp xếp trước. I am going to get married this year. Đúng không nào? Đó, lưu ý cho cô nhé. Gì đây nhỉ? Cái đặc điểm khác nhau thứ hai là gì? Một cái là vừa mới đưa ra luôn, vừa mới suy nghĩ, vừa mới đưa ra quyết định nào. Được chưa? Một cái là gì? Tương lai gần là gì? Cái kế hoạch mình đã gì? Sắp xếp trước rồi. Mình đã lên kế hoạch cho nó từ từ trước khi mình nói ra rồi. Được chưa? Nó đã có sẵn trong đầu mình từ trước khi mình nói ra rồi. Đó, đây là hai điểm khác biệt nhau. Đầu tiên, và cũng là hai điểm khác biệt nhau giữa thì tương lai đơn và thì tương lai gần. Và thì tương lai gần cũng chỉ cho cô có hai cách dùng này thôi, được chưa? Thì tương lai gần cũng chỉ có hai cách dùng này thôi. Còn thì tương lai đơn sẽ có thêm các cách dùng nữa như sau. Nó sẽ đưa ra dùng để diễn tả cái yêu cầu. Dùng diễn tả cái yêu cầu, diễn tả đề nghị, diễn tả lời mời, diễn tả cái lời hứa và lời từ chối. Lời từ chối sẽ dùng cho cô với gì? Sẽ gồm dùng cho cô với won't. Là gì? Sẽ không. Từ chối mà. Từ chối là phải sẽ không. Đó. Nhớ cho cô nhá. Tương lai gần thì chỉ có hai cách dùng như thế kia thôi. Tương lai đơn thì sẽ thêm cho cô một cách dùng nữa. Được chưa? Nó diễn tả cái yêu cầu, đề nghị, lời mời, lời hứa và lời từ chối. Cho cô một cái ví dụ nào. Lời yêu cầu đi xem nào. Yêu cầu nhá. Will you drive me to school? Được chưa? Bạn sẽ chở tôi đến trường chứ? Được chưa? Bạn sẽ chở tôi đến trường chứ? Thì đây chính là cái gì đấy nhỉ? Đúng rồi, chính là lời yêu cầu. Được chưa? Yêu cầu người khác làm gì cho mình. Đó. Tiếp, cô có một cái lời đề nghị xem nào. Đề nghị nào. Đề nghị cô sẽ dùng shall đi, đúng không? Shall I make you some tea? Được chưa? Tớ pha cho cậu một tách trà nhá. Tớ pha cho cậu chút trà nhá. Thì đây chính là cái gì nhỉ? Cái đề nghị được làm gì cho người khác. Đề nghị bản thân mình làm gì cho người khác. Yêu cầu người khác làm gì cho mình. Đề nghị mình làm gì cho người khác. Được không? Đó, nào lời mời xem nào. Will you will come to have dinner with us? With us tonight. Đúng không? Cậu sẽ đến ăn tối với gia với tớ tối nay chứ? Cậu sẽ đến ăn tối với gia đình tớ tối nay chứ? Được không? Đây chính là cái gì nhỉ? Lời mời. Được chưa nào? Lời mời nhá. Đó, còn lời hứa là gì? Tôi hứa là tôi sẽ làm như thế này, đúng không? I promise, có thể là có promise hoặc là không nhá. I promise I will come. Được chưa? Tôi hứa là tôi sẽ tới, được chưa? I will come. Hoặc là chỉ là cần gì đấy nhỉ? Hoặc chỉ cần nói là I will come, tôi sẽ tới, được chưa? Tính là gì? Lời hứa, được chưa? I promise I will come. Tôi hứa là tôi sẽ tới. Được chưa? Còn lời từ chối là thế nào nhỉ? I won't lend you my money. Được chưa? Tôi sẽ không cho bạn mượn tiền đâu. Được chưa? Thì đây có phải là lời từ chối không? Đúng rồi, đây chính là từ chối. I won't lend you my money. Tôi sẽ không cho bạn mượn tiền đâu. Đây chính là lời từ chối. Được chưa nào? Đó, yêu cầu, đề nghị, lời mời, lời hứa và lời từ chối sẽ dùng cho cô thì tương lai đơn. Được không nào? Đó, tiếp cho cô.
Phần cuối cùng đúng không? Sau khi học xong cấu trúc này, sau khi học xong cách dùng này thì bây giờ đến gì? Dấu hiệu nhận biết đúng không? Một cái không thể nào thiếu dấu hiệu nhận biết cho cô. Dấu hiệu nhận biết của thì này chúng ta sẽ có gì đây nhỉ? Đầu tiên sẽ có tomorrow. Được chưa? Ngày mai hoặc là gì? Tomorrow có thể cộng thêm với morning các buổi nữa cũng được. Morning, afternoon, evening. Được chưa? Vân vân vân. Cô có next. Next sẽ cộng cho cô với next week này, ngày tuần tới này, tháng tới này. Cứ nhìn thấy next là biết ngay là tới, cái gì tới, tuần tới, tháng tới, năm tới, thế kỷ tới, thập kỷ tới, vân vân vân. Được chưa? Cô sẽ có in cộng cho cô với một mốc thời gian trong tương lai. Mốc thời gian tương lai. Ví dụ cô có gì? In 2050, năm 2050 chẳng hạn, được chưa? Thì có phải là một mốc thời gian trong tương lai không? Đó, cô có gì đây nhỉ? In sẽ cộng cho cô với một khoảng thời gian nhá, để mang nghĩa là nữa, nữa, được chưa nào? Ví dụ cô có là in 2 hours, thì 2 giờ đồng hồ thì có phải khoảng thời gian không? Trong trong 2 giờ nữa, được không? Dịch cho cô là trong 2 giờ nữa, ok? Đó, tiếp nào, cô sẽ có là later, cô viết gọn ra đây nhá. Cô sẽ có cái cụm nữa như là later, mà nghĩa là sau này. Cô có là soon, sớm thôi. Chờ, later là sau này, soon là sớm thôi. Cô có là, đây. When I am older. Khi tôi trưởng thành hơn đúng không? Khi tôi lớn, được chưa? Khi tôi trưởng thành hơn hoặc khi tôi đã già 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 hơn, được chưa? Đó. When I'm older, khi tôi đã trưởng thành hơn, khi tôi đã lớn hơn rồi. Đó, cô có này. I hope. Tôi hy vọng là. I think, tôi nghĩ là. Đúng không? Tôi tin tưởng là. Đều được đưa ra một cái dự đoán trong tương lai, được chưa nào? Vân vân vân. Hoặc là I expect, tôi mong là. Đó, đều là đưa ra một cái dự đoán trong tương lai nhá. Tiếp, cô có perhaps hoặc là probably. Được chưa? Điều gì là có thể, có lẽ. Được chưa? Đó, thì đây, tất cả những cái dấu hiệu này đều là cái dấu hiệu của thì gì đây nhỉ? Của thì tương lai nói chung. Ừ. Có nghĩa là nó có thể được dùng trong tương lai đơn, nó cũng có thể được dùng trong tương lai gần. Thế nên là để phân biệt được thì các em phải làm thế nào? Các em phải dựa cho cô vào cái cách dùng nhá. Đúng không? Để phân biệt được thì các em phải dựa chủ yếu cho cô vào vào các cách dùng. Được chưa nào? Đó. Tại vì thế nào? Cả thì tương lai đơn và cả thì tương lai được gần đều dùng chung những cái dấu hiệu nhận biết này. Thế nên là chủ yếu vẫn phải dựa cho cô vào cái cách dùng để phân biệt được xem cái nào là tương lai đơn, cái nào là tương lai gần nhá. Đó, sau đây thì các em hãy dùng gì nhỉ? Dùng 1 phút này để nhớ cho cô tất cả những cái gì, vẽ lại cho cô một cái sơ đồ tư duy để gì đây nhỉ? Nhớ lại cho cô tất cả các thì, cách dùng của thì tương lai đơn, cách dùng của thì tương lai gần. Đó, sau đó lại gì đây nhỉ? Tiếp dùng cho cô tầm 30 giây đến 1 phút để nhớ cho cô cái dấu hiệu nhận biết này. Được chưa nào? Đó. Rồi, để chia động từ đúng thì các em phải nhớ cho cô các quy tắc thêm s, es hay là quy tắc thêm ing, quy tắc thêm ed vào sau động từ nhá. Được chưa? Cô nhắc lại qua một chút nhá. Thì đầu tiên này, quy tắc thứ nhất này. Với động từ s thêm s và es này, chúng ta sẽ có cái quy tắc này nhất là gì? Nếu động từ tận cùng bằng o, x, s, z, ch và ss, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải làm nào nhỉ? Đúng rồi, chúng ta sẽ thêm cho cô es vào. Đúng không? Ví dụ cô có miss Thế Thành. Mrs. Đúng không? Watch sẽ thành watches. Mix sẽ thành mixes. Được không? Đó.
Nó kết thúc bằng những đuôi đặc biệt nhá. Thì mình là phải thêm cho cô ES vào, đúng không? Tiếp, quy tắc thứ hai, nếu động từ có tận cùng bằng y dài mà trước y dài là một nguyên âm thì chúng ta thế nào? Đúng rồi, chúng ta giữ nguyên y dài và thêm, chỉ cần thêm cho cô S vào là xong. Ví dụ cô khó play, chỉ cần thêm S vào, đúng không? Nó tận cùng bằng gì đấy nhở? Tận cùng bằng y dài này. Trước y dài là A. A có phải là nguyên âm không? Nguyên âm uể oải của cô, đúng không? Thì chỉ cần thêm S vào là xong. Stay cũng thế, đúng không? Kết thúc bằng y dài. Trước y dài là, đáp án là gì đấy nhở? Là nguyên âm A, đúng không? Thế nên chúng ta chỉ cần thêm S vào là xong. Tuy nhiên, nếu gì đấy nhở? Nếu trước y dài đó là một phụ âm, đúng không? Nếu trước y dài là một phụ âm thì các em phải đổi y dài thành y ngắn rồi thêm cho cô ES vào, được chưa nào? Ví dụ cô có thế này. Đây. Kết thúc bằng y dài nhưng trước y dài là L, L là phụ âm, thế nên cô sẽ là sang gì đây nhỉ? Flies, được chưa nào? Đổi y dài thành y ngắn rồi thêm ES. Tiếp, cry cũng thế, đổi y dài thành y ngắn rồi thêm ES, được chưa nào? Và quy tắc thứ ba của cô trong cái phần gì đây là động từ thêm S và ES thì cô sẽ có have, sẽ chuyển cho cô thành has với cái chủ ngữ là số ít, đúng không? Với chủ ngữ số ít thì have sẽ chuyển cho cô thành has, được chưa? Đây, she, chờ, chủ ngữ có ba số ít chưa? She has two dogs, được chưa nào? Đó, cô ấy có hai chú chó. Đó, với cái chủ ngữ số ít nhá thì chuyển cho cô have thành has, được chưa? Tiếp, còn các trường hợp còn lại của cô nhá thì chỉ cần thêm S là được rồi, được chưa? Nó không thuộc bất cứ quy tắc đặc biệt nào trên, thì chỉ cần thêm S cho cô là được rồi. Đó, ví dụ cô có work thì chỉ cần works là xong. Cô có read thì chỉ cần read, đúng không? Reads, được chưa? Reads. Đó, chỉ cần thêm S cho cô vào là xong, đúng không? Tiếp, cô có các quy tắc với động từ thêm ing, được chưa? Cô có quy tắc thêm ing như sau. Quy tắc thứ nhất, nếu động từ mà tận cùng bằng chữ e, được chưa? Tận cùng bằng e. Nhưng mà nếu có một chữ e thì làm nào? Nếu có một chữ e thì bỏ e rồi thêm ing. Được chưa? Bỏ e rồi nhá, rồi mới thêm ing. Ví dụ cô có right thì tận cùng chỉ bằng một chữ e thôi, thế nên cô bỏ e đi rồi thêm ing, writing. Ok không? Còn nếu nó gì đấy nhở? Có tận cùng bằng hai chữ E thì chúng ta thế nào? Không bỏ E rồi thêm ing. Được không? Tận cùng bằng một chữ E thì bỏ E thêm ing. Tận cùng bằng hai chữ E thì không bỏ E và cứ thêm ing thôi. Cô có see thì sẽ thành seeing. Được chưa nào? Rồi, tiếp. Quy tắc thứ hai, tận cùng động từ mà tận cùng bằng IE thì làm nào? Đúng rồi, chuyển IE thành Y dài rồi thêm cho cô đuôi ing vào. Được chưa? Chuyển IE thành Y dài thêm đuôi ing. Ví dụ cô có lie. Lie vừa là nằm vừa là nói dối, đúng không? Chúng ta sẽ chuyển IE thành Y dài rồi thêm đuôi ing. Cô có die là gì đây nhỉ? Chuyển IE thành Y dài rồi thêm đuôi ing vào. Được chưa? Quy tắc thứ hai xong. Quy tắc thứ ba, động từ mà có một âm tiết đã nhá. Động từ có một âm tiết tận cùng bằng một nguyên âm cộng với một phụ âm, được chưa? Tận cùng bằng một nguyên âm cộng một phụ âm thì chúng ta phải làm nào? Gấp đôi cho cô phụ âm rồi mới thêm đuôi ing nhá. Gấp đôi phụ âm rồi mới thêm đuôi ing. Ví dụ cô tập có stop, nó tận cùng bằng âm p đây, có phải là phụ âm không? Trước phụ âm là âm o, có phải là nguyên âm không? Đó, tận cùng bằng một nguyên âm cộng một phụ âm này thì mình phải gấp đôi cái phụ âm. Cô có stop, gấp đôi phụ âm chưa, sau đó thêm ing, đúng không? Cô có run nào, tận cùng bằng một nguyên âm này cộng với một phụ âm này, đúng không? Sau đó cô sẽ nên làm nào đây? Run, running, đúng không? Và cái gì đấy nhở? Cái điều kiện của cô là động từ phải có một âm tiết nhá. Động từ phải có một âm tiết, được chưa? Nhưng cô sẽ có trường hợp ngoại lệ như sau. Những cái động từ sau là động từ có hai âm tiết nhưng cô vẫn gấp đôi phụ âm rồi mới thêm đuôi ing, tại vì cái trọng âm của nó rơi vào âm tiết thứ hai, thế nên cô vẫn gấp đôi và thêm đuôi ing, được chưa? Động từ có hai âm tiết sau nhá, cô sẽ có là begin,
Đó, vì cái trọng âm nó rơi vào âm tiết thứ hai, begin. Thế nên cô gì đấy nhỉ? Vẫn gấp đôi phụ âm rồi mới thêm đuôi ing. Được chưa? Cô có prefer. Prefer, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Thế nên cô vẫn gì đấy nhỉ? Gấp đôi phụ âm er rồi thêm đuôi ing. Được chưa? Đó, cô có permit. Động từ cho phép. Được chưa? Vì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, permit. Thế nên cô vẫn gấp đôi âm T rồi mới thêm đuôi ing. Được không? Tiếp cô có từ travel. Travel, cái này thì cái này đặc biệt một chút nhá. Có nghĩa là game gấp đôi cũng được. Traveling. Game gấp đôi cũng được. Mà game không gấp đôi cũng được. Được chưa? Gấp đôi cũng được mà không gấp đôi cũng được. Được chưa? Lưu ý cho cô những cái trường hợp đặc biệt này nhá. Phải gấp đôi và thêm đuôi ing vào. Còn riêng travel thì các em gấp đôi cũng được mà không gấp đôi cũng được. Được chưa? Còn quy tắc thứ tư của cô là các trường hợp còn lại. Các trường hợp còn lại thì mình chỉ cần gì đây nào? Đúng rồi. Chỉ cần thêm đuôi ing cho cô thôi. Ví dụ cô có work sẽ thành gì đây nhỉ? Working. Cứ thế thêm đuôi ing vào. Read sẽ thành reading. Thế là xong. Được không nào? Rồi, tiếp. Các quy tắc thế nào đây nhỉ? Thêm đuôi ed. Được chưa nào? Đó, nếu động từ mà tận cùng bằng y rồi, đúng không? Cần thêm đuôi y đi mà tận cùng bằng y rồi thì chỉ cần thêm gì nữa cho cô? Đúng rồi, chỉ cần thêm đi nữa là xong. Ví dụ cô có type thì nó sẽ thành type. Được chưa? Thêm mỗi đuôi đi thôi. Smile thì cũng thế, được chưa? Smiled. Ok chưa? Thêm mỗi đi này. Cô có like, đúng không? Thì cũng thêm mỗi đi thôi, được chưa nào? Có y rồi nhá, thế nên là mình sẽ không thêm một chữ y nữa vào đâu, được chưa? Thêm vào là thành sai đấy. Quy tắc thứ hai này, cô có động từ mà có tận cùng bằng y dài. Trước y dài là một nguyên âm. Nguyên âm là cái gì đấy nhỉ? Cái uể oải mình vừa nói rồi, được chưa? Tận cùng bằng y dài nhá. Trước y dài là một nguyên âm thì mình làm nào? Đúng rồi. Cứ thế mà thêm ed cho cô. Được chưa? Giữ nguyên y dài. Giữ nguyên y dài mà cứ thế thêm ed thôi. Ví dụ cô có play. Được chưa? Thêm ed này. Tận cùng bằng y dài đây này. Trước y dài là a. A có phải là nguyên âm không? Phải. Thế nên thêm cho cô ed không thôi. Stay cũng thế, tận cùng bằng y dài, trước y dài là a nguyên âm đây này, thế nên chúng mình giữ nguyên y dài và thêm cho cô ed, thế là xong. Trường hợp thứ hai, đúng không? Tận cùng bằng y dài nhưng trước y dài lại là một phụ âm thì kem làm thế nào cho cô đây ạ? À? Đúng rồi, chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm đuôi ed vào. Ví dụ cô có từ fly, đúng không? Nó tận cùng bằng y dài này, trước y dài là âm l. Đúng không? Là phụ âm. Thế nên làm nào? Đúng rồi. Chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm ed. Cry cũng thế. Chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm cho cô ed vào. Được không nào? Đó. Tiếp. Cô có quy tắc thứ ba. Đó. Nó cũng là thế nào đây ạ? À? Cũng là một động từ mà tận cùng. Sorry. Có một âm tiết. Được chọn. Động từ. Có một âm tiết đã. Một âm tiết này. Tận cùng bằng một nguyên âm. Cộng với một phụ âm thì mình làm thế nào? Đúng rồi, cũng tương tự như quy tắc thêm đuôi ing, đó chính là mình phải gấp đôi cái phụ âm, gấp đôi cái phụ âm rồi mới thêm, đúng rồi, rồi mới thêm đuôi ed. Đó, gấp đôi phụ âm rồi mới thêm đuôi ed. Ví dụ cô có từ gì stop, đúng không? Thì thế nào? Tận cùng bằng phụ âm này, trước nó là o là nguyên âm này, thế nên cô stop gấp đôi phụ âm P rồi thêm ED vào. Từ shop cũng thế, tận cùng bằng P, trước nó là O, thế nên cô có shop. Được không? Đó, gấp đôi và gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ED. Nhưng cô cũng có các trường hợp ngoại lệ. Cô có các trường hợp ngoại lệ sau đây. Có nghĩa là gì đây nhỉ? Nó là hai âm tiết nhưng mình thế nào? Vẫn gấp đôi, đúng không? Vẫn gấp đôi phụ âm rồi mới thêm đuôi ed, tại vì trọng âm của nó rơi vào âm tiết thứ hai, đúng không? Đầu tiên là cô có từ prefer. Preferred. Ok không? Đó, tiếp cô có từ commit. Được chưa? Prefer, commit. Đó, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai thế nên cô vẫn gấp đôi ed. À sorry, cô vẫn gấp đôi phụ âm rồi thêm ed, được không? Đó, hoặc tôi cô có từ travel. Từ travel nó lại giống bên này. Các em gấp đôi cũng được mà không gấp đôi cũng được. Travel hoặc là travel như thế này cũng được, gấp đôi cũng được mà không gấp đôi cũng được nhá. Đó, tiếp cô có
Trường quy tắc thứ tư đó là các trường hợp còn lại. Thì các trường hợp còn lại thế nào đây ạ? Đúng rồi, nó chẳng thuộc những cái quy tắc đặc biệt phía trên, thì chỉ cần thêm cho cô ed là xong. Ví dụ cô có work thì chúng ta chỉ cần thêm ed này, listen cũng chỉ cần thêm ed, thế là xong, được không nào? Đó rồi nhá, đấy là các quy tắc mà thêm SES, thêm ing, thêm ed vào sau động từ. Đó, thì bây giờ xem cho cô này, chúng ta có một cái gì đấy nhỉ, một cái lưu ý nữa, đó chính là gì đấy nhỉ, việc chia động từ ở thì quá cứ đơn, đúng không? Việc chia động từ ở thì quá cứ đơn, hay nói cách khác là verb ở dạng phân từ một đấy, đúng không? Phân từ một thì nếu có quy tắc làm nào cho cô, có quy tắc thì chỉ thế nào nhỉ? Đúng rồi, chỉ cần thêm cho cô ed là xong, đúng không? Có quy tắc thì chỉ cần thêm ed, động từ chỉ cần thêm cho cô ed là xong. Nhưng nếu không có quy tắc thì làm thế nào ạ? Xem cho cô cột thứ hai, cột thứ hai trong cái bảng gì đây nhỉ, bảng các động từ bất quy tắc, được chưa? Xem cho cô cái cột số 2 trong cái bảng động từ bất quy tắc. Cái bảng này cái bạn nào học tiếng Anh, học sinh nào học tiếng Anh cũng phải có rồi, được chưa? Không có thì làm sao mà học tiếng Anh được, đúng không? Không có thì không gọi là học tiếng Anh, được chưa nào? Tiếp đó, lưu ý cho cô nhá, cột thứ hai đấy, được chưa? Động từ ở dạng quá khứ đơn nhá, chia ở các thì quá khứ đơn, hay nói cách khác là động từ chia ở dạng phân từ một đấy ạ. Tiếp, nếu động từ chia thì chia ở dạng quá khứ phân từ, hay nói cách khác là phân từ hai, được chưa? Quá khứ phân từ thì nếu có quy tắc cũng làm thế nào ạ? Đúng rồi, có quy tắc thì cũng cứ thêm ed cho cô thôi. Nếu không có quy tắc thì các em phải xem cho cô gì, cột thứ mấy. Đúng rồi, xem cho cô cột thứ ba trong cái bảng, động từ bất quy tắc. Xem cột 3 trong cái bảng động từ bất quy tắc nhé. Được chưa? Xem nó có cột thứ 3, Ok chưa nào? Ừ. Nếu là gì? Phân từ 1, hoặc là hay nói cái khác là động từ chia ở những cái thì quá khứ đơn đấy ạ. Phân từ 1 thì xem cột thứ 2. Được chưa? Nhưng nếu là gì nhỉ? Ở quá khứ phân từ, hay là nói cái khác là ở các thì hoàn thành. Ừ. Thì là gì nhỉ? Phân từ 2. Thêm cô ở cột thứ ba trong bảng động từ bất quy tắc, được chưa nào? Đó, đó là những cái mà lưu ý thêm cho các em trong việc chia động từ sao cho nó đúng thôi, được chưa? Thì về nhà nhá, sorry. Thì bây giờ các em hãy vận dụng cho cô tất cả những cái kiến thức đó, đúng không? Tất cả những kiến thức về thì cô đã dạy chúng mình ở cả buổi thứ nhất và buổi thứ hai hôm nay. Các em sẽ làm cho cô cái bài tập vận dụng ở buổi thứ ba nhá, được chưa? Làm cho cô bài tập vận dụng ở buổi thứ ba, sách tổng ôn và luyện đề buổi thứ ba, để gì đấy nhỉ? Vào cái buổi học lần sau thì cô sẽ chữa. Được chưa nào? Đó, vậy là chúng mình đã kết thúc cái chuyên đề đầu tiên rồi. The very first one, đúng không? Cái chuyên đề đầu tiên. Thế nên là cô hy vọng các em sẽ có đề gì đấy nhỉ? Cố gắng chăm chỉ và thật là nỗ lực theo gì đấy nhỉ? Theo suốt cái khóa học này nhá. Được chưa? Rồi, so, goodbye and see you next time.